Zaun là một quận lớn, nằm trong những vách đá và thung lũng bên dưới Beethoven. Làn khói rò rỉ ở những ống nước mục nát nơi đây đã che đi hầu hết ánh sáng mặt trời. Tuy vậy, Zaun vẫn rất phát triển. Thế nhưng, một số cuộc nghiên cứu công nghệ liều lĩnh đã khiến cho nơi đây trở nên ô nhiễm và nguy hiểm. Từng làn khí độc không tìm được nơi thoát đã lắng lại bên dưới thành phố này, và có thể điều đó đã vô tình tạo nên những thứ còn nguy hiểm hơn. Bên dưới cống ngầm bẩn thỉu và ô nhiễm của Zaun, có một con chuột đột biến sinh sống. Một con chuột bị gù và cao tới 1,5 mét, thật là kinh dị. Tên của nó là Trick, một con chuột sành sỏi và đam mê tìm kiếm rác thải tới mức hoang tưởng. Trick lang thang dưới cống ngầm của Zaun để khám phá những kho báu mà chỉ nó thấy giá trị. Gần như món rác thải nào khi được nó nhặt lên cũng được kèm theo một câu nói quen thuộc. Chúng vứt thứ này đi hả? Trông sáng lấp lánh thế kia mà. Trick hoang tưởng và tôn vinh rác thải tới mức nó đã tấn công những nhà khoa học đang nghiên cứu việc lọc chất thải thành các loại sản phẩm giá rẻ. Con chuột này đã đe dọa rằng không ai được cướp mất dòng nước quý báu của Trick. Cứ như vậy, với chiếc áo choàng dài và vũ trang cây nỏ cường hóa hóa học trên tay, Trick không hề e dè về việc phải vấy bẩn tay mình để xây dựng nên ngai vàng trong vương quốc rác thải. Nó không ngừng âm mưu cho sự suy tàn của nhân loại. Giờ đây khi đã tham gia đấu trường tốc chiến, hãy cùng chờ xem con chuột thành tinh này sẽ làm được những gì. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.